Alo bên mình làm à? Cứ tình hình làm cho nó bao lâu mới xóa cho anh thì mà chú ta ép buộc mình làm việc ấy bây giờ lúc xin xét chú ta lúc xin tôi ấy thì vào cho nó is admit tôi học làm việc chạy bé cái xét chú ta gặp nhau ngay lúc xin cho nó bao lâu rồi zero lên chạy mà xét admit lúc xin à quên lên chạy quên lên chạy máu nó ok đấy là cho nó lâu dài nó ok thế đó cứ cho nó rồi thì mà đi mà sorry thì mà đi này cho nó bao lâu rồi image image to cho nó thay lại nè chú giải bông cho nó làm việc nè nó rồi thì mà đi đi bạn lấy số IMG SRC sorry IMG SRC cuối cùng cho nó cả blog bị bạn lấy số nó sẽ lâu bây giờ nó bị lại mấy từ từ đi về nó ok SRC mà cho nó vào lấy số ESCD SS về thế cả lấy số cho nó rồi IMAGES images lab sorry profile profile này bây giờ tôi nên xem cho nó về thế nào đó là sẽ xí đây này bây giờ cái nào thì nó cho nó về profile image cái user đấy mà mình xíu trên này profile này mà xíu mà ok rồi cho nó relationship cái này sẽ cho nó thao biểu khó mà vậy nó ok rồi cho nó DC này bây giờ phải là số PROFILE profile số về thế cái này mà cho nó phải là số PROFILE underscore IMAGE image profile image thì các ông biểu là nó thì profile image ok là vì range hàng cho nó ok đã xử lý xong thì mà bông đi đi bông đi nhé tí luôn này cho nó sẽ tí này cho nó ngã dây của nó cho nó ngã dây là bị thả lại ok good đã xử lý xong thì chỉ được lào ấy nó bông cho nó thật bị quái lại của nó style equal PYD Apora ID US 50% solution ta CS mà 50% bị lại quái nó nó good đã xử lý xong nhá bị bạn đi hay là cho nó lấy một piano nó ok send user navy solution cho bạn giao mà lấy số thì nên lại để thì user ấy ID cho nó tèo vào rồi ấy ID c zero lên trên bàn nó is admin ok rồi cho nó route của mình là bây giờ gì à nó user edit profile này ok thì mà user này sai này là thì mà là lỗi rồi nó route get bạn lấy số user select row select ID edit ok edit select cho nó ID tu cũng làm mình đào này có mà bà lấy số đó user controller add edit value pro đó nó ok thì mà cho nó name làm bên mẹ name user dot edit này edit dot value pro ok user dot edit dot pro đó nó ok số yên cho nó gặp thì cho nó cái index của chúng ta làm nó thì mà cho nó in này ra là lấy gì đấy rock palace rock user dot id yani edit dot row ok còn mà cho nó nào cho nó bắt đầu thay lên rồi mà parameter là bị đau này nó id số bây giờ ok ở đây là set admin solution đã admin không biết mà nó admin không biết mà solution cho nó bắt đầu when let me check lại mà thì vừa đều ID đều ok error cho nó đi mà when là bây giờ check lại mà ở đây lúc ấy cho nó set user mà để cho nó thấy cả họ copy là bây giờ cụ lại này control c control v thì còn qua giờ rồi cho nó set user từ đó zero lên bây giờ check lại mà nó ok thì mà ID mà họ cho nó P và M I S S I M permission của chúng ta bị lại nữa, ok. Ok, thì mà user control là mà để cho nó kuna ga cho nó vào lấy số public public function cho nó vào nhà mình beta lấy row mà để chặn là gì mình nó edit row này, ok. Edit row số này mất tập vào nó mất tập mà cho nó đặt cụ đào mình vào nó số hourly ROLE rule ဆိုပြီးတော့ return နဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ rule ပဲကျွန်တော်ထုတ်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီ rule လေးကိုပဲဒီမှာလာပြီးကြည့်လို့ရှိရင် okay ဒီ set user ကိုလာပြီးနေ0 return ပြန်ရမယ် okay good နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော် set admin ဆိုလို့ရှိရင် 1 return ပြန်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ user ရဲ့ကျွန်တော် ID ကိုလည်းလာပြီးတော့ပေးဖို့လိုပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် parameter နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ထည့်မယ်ပါလဲဆိုတော့ rule select user id ပေါ့နော် user underscore id okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် user id ပါကျွန်တော် claim ပြီးတော့ပေးဖို့လိုပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် comma နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ပါလဲဆိုတော့ user ရဲ့ id ကကျွန်တော် $ sign c တဲ့က id
ီကောင်လဲဒီတိုင်းပဲဒီကောမဒေါ်လာဆိုင် C တွေကနေပြီးတော့ ID okay အဲ့ဆို user ကျွန်တော်ဒီ controller မှာ row ရဲ့ကျွန်တော် user underscore ID ရဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးလို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ user ID ကိုနောက်တစ်ခါ return ထုတ်ကြည့်အောင် user underscore ID ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် back တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီမှာ set user ကိုလာနှိပ်လို့ရှိရင် 0 တယ် okay run of function ကိုလာပြရမယ် why oh sorry ဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် array နဲ့လာပြီးပေးရမှာเนาะကိုကျွန်တော် comma နဲ့လာပြီးတော့ကုတ်ပြီးပေးလိုက်တယ် okay အဲ့တော့ comma ဒီမှာ array လာမယ်ဒီမှာ array လာမယ်เนาะ okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာလဲ array နဲ့လာမယ် array နဲ့လာ okay good ဆိုရင်ရပြီအာဒီမှာ set element လာနေလို့ရှိရင် user id ကဒီနောက်ပါเนาะ2ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ချိန်ပါ okay ဒါဆိုရှင်အဆင်ပြေပြီဗျအဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လာလုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က user ID နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အာfuqlan whoa ရနဲ့လမ်းစစ်မယ် id ya comma ဒါဆိုတော့ sign user underscore id နဲ့တူတဲ့ကောင်ကျွန်တော်လမ်းစစ်မယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော် updateapplic ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်လမ်းသုံး